Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số ở trang 73 74 sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta có ví dụ đầu tiên là chia cái số 136 các bạn chia cho 4 thì các em sẽ đặt phép chia theo hàng dọc. Chúng ta chia theo thứ tự từ phải sang trái. Em có 1 không chia được cho 4. Các em lấy hai chữ số là lấy 13 chia cho 4. 13 không chia hết được cho 4, các em lấy số nhỏ hơn, 12 chia 4 bằng 3. Nhân ngược lên 3 x 4 bằng 12. Các bạn lấy 13 trừ đi 12 thì số dư đây bằng 1. Hạ 6 xuống. Như vậy chúng ta lấy 16 chia 4 bằng 4. Nhân ngược lên 4 x 4 bằng 16. Các bạn lấy 16 trừ đi 16 thì bằng 0. Như vậy là kết quả của phép chia 136 các em chia cho 4 thì bằng 34. Tương tự chúng ta có phép chia 362 các bạn chia cho 3. Các em cũng chia theo thứ tự từ trái sang phải. Chia chữ số hàng trăm trước. 3 chia cho 3. Vì sao ở đây không lấy 36 để các em chia? À, bởi vì nếu mà một chữ số đầu tiên mà chia hết rồi thì chúng ta chia được thì chúng ta sẽ lấy chữ số đầu tiên chúng ta chia. Trừ khi chữ số đầu tiên mà nó nhỏ hơn là cái số chia bên này thì chúng ta mới lấy hai chữ số. Đấy, chúng ta có 3 chia 3 bằng 1. Các em nhân ngược lên 1 x 3 bằng 3, lấy 3 trừ 3 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 6 hàng chục xuống, ta có 6 chia 3 bằng 2, viết 2. Nhân 3 x 2 bằng 6, viết ngay dưới chữ số 6 mà các em vừa đem chia, lấy 6 trừ 6 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 2 hàng đơn vị xuống. 2 không chia được cho 3, các em vòng 0. Đấy. Các em viết 0, như vậy chúng ta lấy 0 nhân với 3 thì bằng 0 và 2 trừ đi 0 thì bằng 2. Như vậy đây là phép chia có dư. Kết quả chúng ta có thương ở đây và số dư ở đây. Vậy kết quả phép chia 362 chia 3 bằng 120 dư 3. Với cách tính như vậy thì bây giờ cô và các bạn chúng ta sẽ cùng đi vào một số các bài tập. Cô có bài tập số 1, yêu cầu các bạn đặt tính rồi tính. Ở đây chúng ta có hai ý. Ý A thì chúng ta có hai ý nhỏ và ý B chúng ta cũng có hai ý nhỏ trong mỗi ý này. Cô có bài tập số 1 như sau, bài 1A. Các em đặt phép tính 632, các em chia 7. Có 632. Các bạn đi chia cho 7. Sáu này không chia được cho 7, các em lấy hai chữ số 63 chia 7 bằng 9. Nhân ngược lên 9 nhân 7 63, viết ngay dưới cái chữ số dưới số 63 mà các bạn vừa đem chia đấy. 63 trừ 63 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 2 hàng đơn vị xuống. 2 này không chia được cho 7, các em viết 0. 0 nhân với 7 bằng 0. Ta có 2 trừ đi 0 thì bằng 2. Như vậy chúng ta có phép chia là 632 chia cho 7 bằng 90. Và dư ở đây là dư 2. Vậy 632 các em chia 7 bằng 90 dư 2. Tiếp tục cô chuyển sang ý thứ hai. Ý thứ hai của cô A. Cô có 407 chia 8. Chia được cho 8, các em lấy 40 chia 8 bằng 5. 5 x 8 bằng 40. Các em có 40 trừ đi 40 thì bằng 0. Hạ tiếp chữ số 7 hàng đơn vị xuống. 7 không chia được cho 8, các em vòng 0. Nhân ngược lên 0 x 8 bằng 0, các em lấy 7 trừ đi 0 thì số dư ở đây là bằng 7. Như vậy kết quả của phép chia ở đây là bằng 50 và dư 7. Vậy ta có 407
chia 8 bằng 50 dư 7. Tiếp theo cô chuyển sang ý B. Những ai chưa xong hai ý của câu A thì các bạn có thể dừng một chút để làm cho xong hai ý của câu A nhé. Bây giờ chuyển sang bài B như sau, bài 1B. Có bài 1B, ý thứ nhất là 840 các bạn chia 6. Bài 1B, ý thứ nhất là 840 các em đi chia cho 6. Ta có 8 chia 6 bằng 1. Nhân ngược lên 1 x 6 thì bằng 6. Các em lấy 8 trừ đi 6 thì số dư ở đây bằng 2. Các em hạ tiếp chữ số 4 hàng chục xuống. 24 chia 6 được 4. 6 x 4 bằng 24. Các em lấy 24 trừ đi 24 bằng 0. Đến bước này là nhiều bạn sai này. Các em hạ tiếp chữ số 0 hàng đơn vị xuống. Khi mà chúng ta hạ thì kiểu gì các bạn cũng phải chia. Đến đây mà các bạn thấy hai số 0 mà các bạn không chia là sai. Ngay khi hạ là chúng ta phải chia. 0 chia 6 bằng 0. Nhân ngược lên 0 x 6 bằng 0 và 0 trừ đi 0 thì cũng bằng 0. Như vậy đây là phép chia hết, không có dư. Vậy chúng ta kết luận lại là 840 chia 6 bằng 140. Như vậy ta có 840, các em chia 6 bằng 140. Câu chuyển sang ý thứ hai của câu B là 720, các em chia 4. Làm hoàn toàn tương tự cho cô. Các em chia theo thứ tự từ trái sang phải. Ta có 7 lớn hơn 4 thì chia được đúng không? Như vậy 7 này không chia hết được cho 4. Các em lấy số nhỏ hơn, 6, 5 cũng không chia hết được, lấy sang 4, chia 4 bằng 1. Nhân ngược lên 1 x 4 bằng 4. Các bạn lấy 7 trừ đi 4 thì bằng 3. Hạ 2 xuống. 32 chia 4 thì bằng 8. Nhân ngược lên 8 x 4 bằng 32. Các em có 32 trừ đi 32 thì bằng 0. Hạ tiếp chữ số 0 hàng đơn vị xuống. Ngay khi hạ thì các em phải chia. 0 chia 4 bằng 0. Nhân ngược lên 0 x 4 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Như vậy chúng ta có cái phép chia này là 720 các em chia cho 4 bằng 180. Xong được bài tập số 1B. Những ai chưa xong, các em có thể dùng một chút để làm cho xong. Cô chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 2. Cô có bài tập số 2 như sau. Các bạn tính theo mẫu thì ở đây người ta có cái mẫu này là tính theo hàng dọc. Thì bây giờ cô và các bạn phần tính theo mẫu thì phần mẫu các bạn có thể xem thêm ở trong sách nhé. Đấy, cũng là cách đặt tính như chúng ta vẫn tính từ nãy giờ thôi. Cô có bài 2A là 816, các em đi chia cho 8. Các em chia theo thứ tự từ trái sang phải. Ta có 8 chia 8 bằng 1. Nhân ngược lên 1 x 8 bằng 8. Các em có 8 trừ đi 8 bằng 0. Hạ 1 xuống. 1 này khi mà chúng ta hạ thì chúng ta phải chia. 1 không chia được cho 8, các em vòng 0. 0 x 8 bằng 0. 1 trừ đi 0 thì vẫn bằng 1. Hạ tiếp 6 xuống. 16 chia 8 bằng 2. 2 x 8 bằng 16. Các bạn lấy 16 trừ đi 16 thì bằng 0. Vậy đây là một phép chia hết. Ta
Ta có kết quả phép chia 816. Các bạn chia cho 8 bằng 102. Sang ý B. Cô có 620. Cô chia cho 6 có 6 chia 6 bằng 1. Nhân ngược lên 1 nhân 6 bằng 6. Lấy 6 trừ đi 6 thì bằng 0. Hạ tiếp chữ số 2 hàng chục xuống. 2 này không chia được cho 6, các bạn vòng 0. Nhân ngược lên 0 nhân với 6 bằng 0. 2 trừ đi 0 thì vẫn bằng 2. Kem hạ tiếp chữ số 0 hàng đơn vị xuống. Có 20 chia cho 6. 20 không chia hết cho 6, các bạn lấy các số nhỏ hơn. 19 cũng không chia hết, lấy xuống 18 chia 6 bằng 3. Nhân ngược lên 3 nhân 6 bằng 18. Các bạn lấy 20 trừ đi 18. Đây là phép chia có dư 2. Như vậy chúng ta được kết quả của phép chia này là 620. Kem chia cho 6 thì bằng 103 và dư 2. 103 dư 2. Ai chưa xong các bạn hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô các bạn chuyển sang bài tập phần luyện tập. Cô có bài tập số 1 phần luyện tập như sau. Tính nhẩm 210 chia cho 7. Các em sẽ nhẩm là 21 chục chia cho 7. 21 chục chia cho 7 thì bằng 3 chục. 3 chục tức là bằng 30. 100 nhân 9 bằng 900. Nếu các em có viết vào thì hãy dùng bút chì. 540 chia 9, các em sẽ nhẩm là 54 chục chia cho 9. 54 chục chia cho 9 thì bằng 6 chục. 54 chia 9 bằng 6. 6 chục tức là bằng 60. Tất cả các số khi nhân với 0 thì đều bằng 0. Như vậy 800 nhân 0 cũng bằng 0. 360 chia cho 6, các em sẽ nhẩm là 36 chục chia cho 6. 36 chia 6 bằng 6. Như vậy chúng ta sẽ có là bằng 6 chục là 60. 48 chục chia cho 8 thì 48 chia cho 8 thì bằng 6. 48 chục chia cho 8 bằng 6 chục tức là bằng 60. Cô chuyển nhanh sang bài tập số 2. Những ai chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Cô có bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2A. 1 mét bằng bao nhiêu decimet? Như vậy 1 mét bằng bao nhiêu decimet đúng không? 1 mét này. Sang decimet kem thêm một chữ số 0 này. Như vậy ta có 1 mét thì bằng 10 decimet. Tương tự 32, 320 decimet sang mét. 320 decimet đổi sang mét. Từ decimet đổi sang mét, em bỏ đi một chữ số 0 ở cuối. Từ mét sang decimet thì em thêm một chữ số 0 vào phía bên phải. Nhưng mà từ decimet sang mét, em bỏ đi chữ số 0 ở cuối cùng này. Như vậy nó sẽ bằng 32 mét. 1 mét thì bằng bao nhiêu cm? À, ta có 1 mét thì bằng 100 cm. Như vậy ở đây các bạn sẽ điền cho cô là 100 cm thì bằng 1 mét này. 1 mét thì bằng 100 cm, hoặc là 100 cm bằng 1 mét. Vậy thì 700 cm thì sẽ bằng là 7 mét. Cô chuyển sang ý C. 1 giờ thì bằng bao nhiêu phút các bạn? À, 1 giờ bằng 60 phút đúng không? 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 5 giờ thì bằng bao nhiêu phút? Như vậy các bạn sẽ lấy 60 kem nhân 5 lên. 60 nhân 5 thì bằng 300. Như vậy là 5 giờ thì sẽ bằng là 300 phút. Xong bài tập số 2. Những ai chưa xong, các bạn hãy dừng lại tiếp tục làm xong bài tập số 2. Bây giờ cô và các bạn chuyển tiếp sang bài tập số 3.
Có bài tập số 3 như sau. Bạn Bình vẽ tranh trong 45 phút, bạn An vẽ tranh trong 1 giờ. Như vậy chúng ta sẽ nói là bạn nào vẽ lâu hơn bạn nào và lâu hơn bao nhiêu phút? Bạn nào vẽ nhanh hơn bạn nào và vẽ nhanh hơn là bao nhiêu phút? Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta có này. Bạn Bình thì vẽ trong 45 phút. Bài 3. Kem có bạn Bình này thì vẽ trong 45 phút. Còn bạn An vẽ trong 1 giờ. 1 giờ này tức là bằng 60 phút. 1 giờ thì bằng 60 phút các bạn. Như vậy Bình thì vẽ trong 45 phút thôi, An thì vẽ trong 60 phút. Như vậy theo các bạn là ai vẽ lâu hơn? À, chúng ta sẽ có là vậy bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình. Và lâu hơn bao nhiêu thì các bạn lấy số nhiều các bạn trừ đi. Là các em sẽ lấy 60 trừ đi 45. 60 trừ đi 15, 45 thì bằng 15 phút, đúng không? Như vậy này, ta có này. 60 phút. Các em trừ đi 45 phút thì bằng 15 phút. Như vậy ở đây các bạn sẽ trả lời cho cô ý A là bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình. Bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình. Bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình. Là 15 phút. Kem nói bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình 15 phút. Hoặc các bạn có thể nói là bạn Bình thì vẽ nhanh hơn bạn An là 15 phút. Chúng ta có thể nói ngược lại. Đó là bạn Bình vẽ nhanh hơn bạn An là 15 phút. Đấy, bạn này nhanh hơn bạn kia 15 phút thì chúng ta cũng có thể nói là bạn kia lâu hơn bạn này 15 phút, thì cũng hai cách nói là như nhau thôi. Được không? Những bạn nào mà chưa xong thì các em có thể dùng một chút để các em tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tiếp theo, cô có bài tập số 4 như sau. Ta có bài tập số 4. Ở đây chúng ta còn các bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 nữa. Nó cũng khá là dài, cô để sang tiết thứ 2 nhé. Như vậy là trên đây là cô và các bạn chúng ta đã vừa đi xong được cái phần lý thuyết cũng như các bài tập từ bài tập số 1 cho đến bài tập hết bài tập của phần 1 cũng như bài tập của phần luyện tập, thì chúng ta đã đi được các bài tập từ bài 1 cho đến bài tập số 3 rồi. Các bạn hãy về làm nốt cho cô các bài tập là bài tập 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các bạn nốt bài tập còn lại, được không nào? Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.